Xin chào tất cả các người bạn của tôi, xin chào buổi sáng. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái hành trình là mỗi ngày mình chia sẻ một cái câu nói hay vào đầu ngày. Câu nói mà nó đến ngẫu nhiên trong cuốn sách này 8789 câu nói hay. Và bởi vì cái ngẫu nhiên của nó nên tôi và bạn chúng ta đang sổ lô tô sẽ không bao giờ biết trước cái câu nói của chúng ta nhận được ngày hôm nay là cái gì. Và như tôi chia sẻ với các bạn đó, cái phương pháp này tôi dùng mười mấy năm nay, nó rất hiệu quả cho tôi trong mỗi ngày, để làm sao nó thành cái kim chỉ nam cho mỗi khi mà tôi gặp những cái vấn đề bực bội hay là khó kiểm soát cái cảm xúc của mình, thì nó là thứ mà tôi sẽ nghĩ đến để tách biệt tôi ra khỏi cái tình trạng cảm xúc của mình đang bị tại thời điểm đó. Và đồng thời á, nó sẽ giúp cho tôi định hình lại là cái câu nói đó khiến cho tôi làm cái gì. Nó đang muốn tôi phải làm cái gì tại cái tình huống mà tôi đang gặp phải, đúng không? Thì cái hay của nó là nó tách biệt mình ra khỏi cái bực bội nhất thời đó, để mình có thời gian để mình điềm tĩnh lại, mình suy ngẫm lại và có những cái hành động nó phù hợp hơn, có những cái suy nghĩ nó phù hợp hơn, nó chín chắn hơn, đúng không? Đó. Đồng thời một cái lợi cái thứ hai của nó là nó bắt tôi phải suy nghĩ với các bạn. Tại vì đầu ngày nếu chúng ta suy nghĩ về những điều hay thì ít nhất là trên cái hành trình của cái ngày hôm đó chúng ta định hình được một cái hướng đi mang tính rất là tích cực, rất là tốt đẹp, thì ít ra 80% cái ngày của mình nó cũng sẽ có cái hơi hướng như vậy. Ok, so hôm nay mình cùng nhau bắt đầu xem thử là cái câu số lô tô của ngày hôm nay là gì. Ok, cái câu của tôi nhận được hôm nay là Master Fear. Master Fear là hãy làm chủ cái nỗi sợ của mình. Wow, câu nói rất là hay, đúng không? Đấy, vì đa phần trong cái gen của chúng ta, trong cái gen của chúng ta này, trong cái quá trình tiến hóa của loài người, của ông bà tổ tiên chúng ta, thì chúng ta sống được là nhờ chúng ta sợ. Chúng ta biết sợ chúng ta mới sống, ông bà chúng ta biết sợ thì mới sống, biết sợ trời lạnh, biết sợ thiếu đồ ăn, biết sợ đi qua những chỗ mới thì mới không bị thời tiết khắc nghiệt, không bị cái thiếu thốn của thực phẩm, không bị những cái thú dữ nó ăn thịt, cho nên mới sống được. Nhưng cái sự phát triển của con người đến tại thời điểm hôm nay là nhờ vào những ông bà tổ tiên nào đó mà biết vượt qua nỗi sợ, biết ngồi ở ngọn núi này nè và nhìn xem thử là, và suy nghĩ là ở bên kia cái ngọn núi có cái gì, để họ tụm năm tụm bảy lại cùng đi với nhau vượt đèo vượt núi, đi qua cái ngọn suối bên đó, cái ngọn núi bên đó, để xem từ bên đó nó có thể có nhiều thức ăn hơn hay không, nó có thể có đất đai nó màu mỡ phì nhiêu tốt hơn hay không, nó có ít cái sự nguy hiểm của thiên nhiên, của thời tiết, của thú dữ thế này hay không, rồi có những ông bà này cũng vượt đại dương để tìm những cái mảnh đất lớn, những mảnh đất mới để dịch chuyển sang sống những nơi thuận tiện hơn để phát triển, thì người ta vượt qua được cái nỗi sợ đó, người ta mới tạo được những cái sự thay đổi của ngày hôm nay. Ok, trong cái mùa dịch cũng vậy các bạn, tôi muốn làm một cái điều gì đó đặc biệt, tôi muốn làm một cái điều gì đó mà có thể lan tỏa được cái sự tích cực cho những người khác, và đồng thời tôi cũng học được. Thì trong cái quá trình mà tôi chạy bộ mỗi ngày buổi sáng từ xưa tới giờ, tôi rất là thích nghe podcast, và bởi vì muốn nghe podcast cho nên là tôi có biết được rất là nhiều cái người họ giỏi thông qua những cái buổi interview, những buổi chia sẻ đó. Thì trong cái mùa dịch tự nhiên ở nhà mà tôi mới nói là nếu như mà tôi muốn làm cái việc như vậy thì tôi làm như thế nào, bảo tôi sợ không? Yes, các bạn sợ vô cùng, rất sợ. Sợ là lỡ như người ta từ chối mình là sao? Sợ là ví dụ như mình đâu là ai mà những người này họ chấp nhận kết nối với mình, chấp nhận lời mời của mình để tham gia phỏng vấn, chia sẻ câu chuyện của họ. Sợ chứ. Nhưng mà sợ đó nhất thời thôi. Bởi vì tôi biết nếu mà tôi cứ sợ thì tất cả mọi thứ nó nằm yên tại chỗ đó, không có bất kể cái gì dịch chuyển được, cho tới khi tôi phải vượt qua nó. Tôi phải gửi cái lời mời, tôi phải gửi cái email, tôi phải nói với họ rằng tôi quý họ, tôi mến họ, tôi trân trọng họ, tôi ngưỡng mộ họ, tôi muốn kết nối với họ và tôi muốn đem câu chuyện của họ chia sẻ trên cái YouTube platform của tôi, chia sẻ trên cái nền tảng xã hội của tôi để câu chuyện của họ được lan tỏa đến những người nghe tại cái thị trường này, tại cái mảnh đất này, tại cái vùng này, những con người mà theo dõi cái kênh mà tôi làm việc. Ok, thì khi tôi vượt qua được cái nỗi sợ đó là cả một cái thế giới mới hoàn toàn tươi đẹp nó mở ra, mà tôi chưa bao giờ có cái trải nghiệm đó các bạn. Chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ kết nối được với hơn 650 chuyên gia, những người cực kỳ giỏi ở trên 60 quốc gia.
Mà trong vòng 18 tháng, tôi chưa bao giờ nghĩ là hai vợ chồng tôi có thể phá vỡ tất cả các record là những cái kỷ lục của các ngành podcast từ trước tới giờ. Trong vòng 18 tháng phỏng vấn 650 người, nó không hề dễ một chút nào hết. Đó. Cho nên khi bạn muốn làm một cái gì đó mà nó mới, nó lạ, nó thử thách, nó challenging, đó, chắc chắn cái nỗi sợ nó sẽ có cách nó len lỏi, nó âm ỉ, nó len lỏi, nó đến vào trong tim bạn, trong đầu của bạn. Thì hãy nhớ một câu này này: phía bên kia của nỗi sợ là cái con người mà bạn đang khao khát được trở thành. Thì hãy cho mình được trở thành con người như vậy bằng cách kiểm soát cái nỗi sợ và lấn cái nỗi sợ nó, đẩy nó đi qua một bên, để cái con người mà bạn khao khát được trở thành nó được trỗi dậy. Ok, chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Có những ai coi cái video này, thích cái video này, hãy thả tim cho tôi để chúng tôi tiếp tục làm những video khác cho các bạn. Và mong 2024 sẽ đem đến tất cả các bạn là một năm mới tuyệt vời, với bao nhiêu dự định các bạn mong muốn sẽ trở thành hiện thực. Tạm biệt các bạn.